có lấn biển không? Ví dụ của thằng Liều này. Lấn biển một phần thôi. Nhưng thực ra thì trong rừng ngập mặn nó có một cái bộ rễ rất là lớn. Và trong này thì là rừng ngập mặn anh em nhé, cây đổ gãy rất nhiều, nhưng mà thôi, rừng ngập mặn thì cây già gãy đổ thì lại để cho cây non mọc lên. Tuy nhiên thì thực sự là cơn bão không lật anh em ạ. Bởi vì sao? Bởi vì những giai đoạn trước tôi hay hướng dẫn các bạn học sinh ra đây để mà giảng bài ấy, thì rừng rất là xanh tươi tươi tốt. Tuy nhiên thì bây giờ anh em nhìn thấy rừng trụi lá, cây thì gãy đổ. Cái màu xanh của rừng đã bị cơn bão vặt trụi rồi anh em ạ. Đây là chính là rừng ngập mặn ở Bằng La, một trong những rừng rất là tốt, một trong những dự án JICA của Nhật Bản giúp cho phục hồi bảo tồn lại những rừng ngập mặn ở khu vực này.